Chúng ta rời khu vực chợ gia súc ạ. Chúng ta lại đến với chợ trung tâm văn hóa Bắc Hà. Chúng ta đang đi ngoài đường ạ. Đấy, khu vực này người ta bán chè chủng ấy, bán thuốc. Đấy, mời các bạn trải nghiệm cùng với Hải nhé. Đấy, chúng ta sẽ đi chợ phiên tiếp. Bên này, hai bên này chủ yếu là người ta bán hoa quả đấy. Đấy, xe máy để ngoài đường, ngay bên này đường. Bánh bao nóng đây. Ở khu vực bên này thì người ta bán quần áo thổ cẩm, quần áo người đồng bào nhé các bạn nhé. Và khách du lịch này. Đấy. Khách du lịch người ta đi chơi, đi đi trải nghiệm chợ phiên, đi khám phá các bạn. Xin chào nha. Đấy, bạn này bán thuốc, bán mỹ phẩm các bạn. Sao nhắn tin mà cứ cười với ai, không biết là cười với ai các bạn. Chủ quán đang bán mỹ phẩm. Đây các bạn. Nhiều lắm nhưng mà mình không biết các bạn. Toàn đồ nữ đây. À vâng. Dạ. Có. Đang bán. Bán được. Nhiều mà, đông khách lắm. Bác gọi cho gì á? À, đang có khách đông mà, bán giao chạy mà. Đấy, khách du lịch người ta mua đồ các bạn. Không được đi xem nữa hả? Vâng. Quần áo thổ cẩm các bạn. Đây là váy truyền thống ở trên vùng cao nhá, đặc biệt đó là ở Bắc Hà. Mỗi một nơi thì có mỗi trang phục nó khác nhau một tí. Đây là ở trên Tây Bắc và đặc cụ thể đó là ở Bắc Hà nhé các bạn nhé. Những cái váy truyền thống. Còn đây là những cái yếm này. Cái yếm để đeo trước bụng ấy. Có hai cái, nếu mà đeo váy thì có hai cái, một cái đằng sau và một cái đằng trước. Đấy, khu vực đồ thổ cẩm. Bây giờ thì Hải sẽ đi vào bên trong một tí các bạn nhé, để quay chia sẻ cho mọi người cho nó rõ hơn. Quay toàn cảnh các bạn. Ôi, cái gian hàng này nhiều đồ đẹp nhỉ các bạn ơi. Đây này. Rất là nhiều đồ đẹp. Đây, những bộ váy, những trang phục ha, bạc ấy. Đây. Cái lên lặng không cô? Có lặng không ạ? Nó có lặng không? Cho xem một tí. Thôi. Cái này nó vào tầm nửa cân nhỉ? Đấy. Cái đây để trang sức là đeo vào cổ ấy các bạn. Đấy. Đây mũ này. Đây là ở đây là mình thấy là người ta bán trang sức rất là nhiều các bạn, những cái vòng đeo cổ. Cái này họ bán mấy trăm, có bao tiền ạ? Khoảng bao tiền ạ? Hơn 200 à? Cái này đeo đẹp mà, đeo. Ở trên đây này họ bán nhiều váy lắm các bạn này, rất là nhiều váy. Đây, những trang phục đẹp nhỉ các bạn nhỉ. Đấy. Ước gì được là con gái để được đeo những bộ đẹp như thế này. Đây. Nếu mà bây giờ mà có sự lựa chọn nữa thì đổi thì là các bạn thích làm con trai hay con gái. Đấy. Váy đẹp không các bạn ạ? Đây, quán này người ta cũng bán rất là nhiều. Đấy, toàn váy đẹp đấy các bạn. Đấy, các bạn gái đến xem và thử đồ. Đây. Quá nhiều luôn các bạn. Những bộ váy từ 5, 600, 700 đổ lên, trên triệu, 3 triệu cũng có các bạn. Hình như bạn này mua được một bộ sao này. Đấy. Thôi, bây giờ thì chúng ta sẽ xuống khu vực
khu vực người ta bán thảo dược nha các bạn nhé, để quay tiếp tục chia sẻ cho mọi người xem chợ phiên. Đấy, video quay trên điện thoại iPhone X các bạn. Ôi, bác bán quả bí này các bạn. Quả bí đỏ, 1, 2, 3, 4 quả bí đỏ. Quả bí này nó già rồi các bạn. Bí đỏ để linh xương rồi xào ăn được hết. Nói chung là ăn bí cũng khá là tốt. Đây, bây giờ thì mời các bạn xuống khu vực thảo dược lớn nhất Tây Bắc, Bắc Hà nha các bạn nhé. Đây, thảo dược, đây là tam thất này. Tam thất tươi các bạn. Đấy, tam thất tươi, củ nhỏ này các bạn này. Nó có tùy từng size, size to, size nhỏ các bạn. Đấy, các bác nào lấy thì cứ alo Hải nhé, comment. Số Zalo của Hải là 0379 420 217, để Hải gửi cho các bạn nhé. Hải sẽ báo giá chi tiết và gửi cho các bạn. Đây, người ta bán nhiều lắm các bạn. Đấy, tam thất này. Tam thất khô. Đấy, tam thất khô. À, tam thất tươi, sorry các bạn. Tam thất tươi, không phải tam thất khô. Đấy, tam thất tươi, đây. Củ này to này các bạn này. Củ này nó rơi vào tầm 5-6 củ một cân. Đấy. Đấy, tam thất thì có rất là nhiều tác dụng các bạn. Để ngâm rượu này, hoặc là để linh hầm để ăn. Và chữa bệnh u biếu này, lành vết thương này, bồi bổ sức khỏe này. Đấy, rất là tốt nhé các bạn nhé. Đấy, các bạn mua loại nào thì các bạn cứ comment. Hải sẽ lấy và gửi gửi cho các bạn. Chợ phiên vùng cao các bạn, rất là đông. Đấy, đây là cái chảo mà mọi người hay đến Bắc Hà để check in. Chảo thằng cố đặt kỷ lục Guinness Việt Nam đấy. Cái gì đấy? Con gì đấy à? Cu ly à? Bao tiền? 200 à? Con này nó ăn gì? Con này bắt được mấy con? Một con này à? Chị quay cho em xem cái đầu của nó nào. Quay trước mặt đấy. Con này ăn khoai sắn nhỉ, dễ cây nhỉ? Ăn chuối á? Ăn cả thịt á? Một nửa bán không? Những cái này tất cả làm được thuốc hết, thịt cũng là được thuốc hết. Thì muốn làm thuốc thì luôn là mình cần, mình chỉ cắt một chân sau này thôi. Ủa, chân sau nó dài nhỉ? Chân sau nó dài nhỉ? Không. Mua về cho hai chân, hai chân rẻ lắm rồi đấy. Họ vào bán năm chân. Khó lắm, về nó chết đâu. Không chết đâu, các bạn ăn tuổi mà. Cu ly 200.000 nha các bạn nhé. Chị mua này. Đấy, người mua ta mua mất rồi các bạn. Mua mất rồi, hết xem rồi. Con này quá đẹp, mình cũng đang định mua đấy. Mới bay được không chứ? Không, con này. Không, con này dễ nuôi mà, con này nó ăn. Ừ. Đây là ba kích này các bạn. Ba kích tím các bạn. Ba kích tím để ngâm rượu. Các bác nào bổ thận tráng dương nhé các bạn nhé. Đấy, thuốc bổ thận tráng dương. Có nghĩa là chữa bệnh, hỗ trợ chữa bệnh sinh lý đấy. Ba kích tím. Ba kích tím. Rất là nhiều các bạn, ở trên chợ nhiều lắm.
khén. Đây là các gia vị Tây Bắc này. Hạt dổi, mắc khén, hoa hồi, thảo quả, rồi ớt, chẩm chéo, rất là nhiều. Đấy, thảo quả các bạn này. Thảo quả tươi, à thảo quả khô. Đấy, giờ tươi khô lẫn lộn các bạn. Hạt dổi, hạt tiêu. Bưởi 10.000 một quả. Ớt này, ớt xay các bạn. Ớt xay. Đây là dây ớt khô này, người ta treo các bếp đấy. Dây ớt khô người ta bán 6-70 nghìn, có lúc thì 80 nghìn một xiên các bạn, có lúc thì 60 nghìn. Nói chung là tùy vào từng thời điểm người ta báo giá, nhưng mà bình quân thì rơi vào 60-70 nghìn các bạn. Đấy. Còn đây đây có quả trứng gì mà to này, không phải trứng vịt chứ? Trứng ngỗng nhỉ? To nhỉ, trứng ngỗng mà to này các bạn ơi. Lần đầu tiên mình nhìn thấy trứng ngỗng ấy. Cái này để cho bà đẻ nhỉ? Đấy, để cho bà đẻ ăn các bạn. Trứng ngỗng to, to gấp đôi quả trứng gà các bạn. Trứng ngỗng. Còn bên kia là người ta bán la, quả la rừng các bạn, la Tây Bắc. La rừng Tây Bắc đây. Cái này là đây là bẻ lâu rồi ra nó bị thâm vào. Nhưng mà nếu mà chúng ta mới bẻ ra thì nó đỏ và nhìn nó đẹp hơn. Cái này là người ta bẻ từ sáng rồi, mà bây giờ cách theo khoảng 3 tiếng rồi nên nó sẽ thơm các bạn. Chín rồi, la rừng. Chợ phiên nha các bạn nhé. Đấy, sâm đương quy này rất là nhiều. Bên này cũng bán này. Sáng nay Hải cũng lấy vài cân cho khách các bạn, để lấy để cho khách ngâm rượu hoặc là khách ăn ấy các bạn. Người ta xào hoặc là người ta cho vào nồi lẩu người ta ăn. Và cái loại này bồi bổ sức khỏe rất là tốt các bạn, thơm nữa chứ. Đấy. Hải đi qua đây mà ngắm cái nó bay cái mùi ra cũng thơm các bạn. Đấy, sơn đương quy cực kỳ là thơm, xào các loại thịt các bạn. Đấy, ngâm rượu, ngâm cả củ cả lá được hết. Đấy. Còn đây là cái hoa dạ dày này, để chữa bệnh dạ dày đấy. À đây này. Ở đây là có sâm ấy này các bạn này. Đẳng sâm các bạn, đây gọi là đẳng sâm. Cái đẳng sâm này thường thường nó có một củ dài như thế này, này. Đấy. Thường thường là người ta bán 40.000, 30.000 đến 40.000, có lúc thì 50.000 một cân các bạn. Đấy. Củ này củ to này các bạn này. Đấy. Nếu mà củ to mà đều như thế này thì người ta bán 50.000 một cân. Còn cứ bình này thì 40.000 một cân. Đấy, nó tùy từng loại các bạn. Nói chung là bình quân thì 3 đến 40.000 một cân. Đấy. Còn đây là dây bổ máu này. Đấy. Để hỗ trợ về bệnh về máu đấy, hoa mắt chóng đầu, thiếu máu, còn hỗ trợ chứ không phải đặc trị nhé các bạn nhé. Nếu bạn đặc trị thì người ta đã không dùng đến bác sĩ, đã không sinh ra bác sĩ các bạn. Nói chung là gọi là hỗ trợ bổ sung để cho nó tốt hơn thôi. Đấy, hoa đu đủ được này các bạn, người ta bán 5-60 nghìn một cân để ngâm mật ong chữa bệnh dạ dày các bạn. Củ cải trắng này, cải trắng. Lạc, đây là lạc đỏ nhá các bạn nhé. Người ta bán 10.000 một bát các bạn. Ở đây khu vực người ta bán rất là nhiều đồ. Đỗ này, mùa này là mùa khoai sọ các bạn, mùa khoai sọ. Thì như khoai sọ là cũng như là 15.000 một cân không nhỉ. Đây khoai sọ này các bạn. Đấy. Đấy, khoai sọ đây bày đây. Mùa này mùa khoai sọ rất là nhiều đây. Đấy, bà con trồng được và mang đi bán đây. Đây, khoai này các bạn. Đấy, khoai sọ. Cái loại khoai sọ này bao tiền cân cô? 15.000 một cân. Lạc đỏ này các bạn này. Lạc đỏ này 70.000 một cân nhá. Đấy. Lạc đỏ đây quả hột đều nhỉ. Đẹp chưa này. Đấy. Rất là chất lượng các bạn. 70.000 à cô? Hay 80.000 à? 70 nhỉ. Cái này nhà cô trồng được nhỉ? À đấy. Bây giờ là người ta tách ra, đấy, người ta có cái kẹp kẹp tách ra, bóc ra đấy, để sau đó bán hạt các bạn. 70.000 giá tại chợ, đều nhờ, hạt đều thật các bạn, đều chân chặn luôn. Những hột nếp thì họ sẽ lọc ra để bán riêng,
còn hạt đẹp thì để vào một chỗ. Đấy, còn trong này thì các bạn biết đấy, gian hàng đồ thổ cẩm, quà lưu niệm rồi trang sức rất là nhiều. Các mặt hàng thổ cẩm các bạn, áo rồi túi sách rồi những cái mũ rồi vòng, đây này, vòng này nhiều này các bạn này. Đấy. Vòng rất là nhiều. Vòng đeo để trang sức ấy, đeo vào tay, đeo cổ tay. Nhiều lắm các bạn. Xếp này, xếp chơi này. Chơi xem này. À, kia là những cái hình cô gái Mông, người ta phác họa bằng những cái hình lộm, những cái hình nhỏ nhỏ ấy, để làm kỷ niệm các bạn, những cái trang phục. Đấy. Các đồng bào dân tộc. Sâm, đây là sâm đương quy các bạn. Người ta đang mua được sâm đương quy, cái này là để ăn thôi, loại nhỏ các bạn. Loại to thì để ngâm rượu hoặc là, nói chung là tùy các bạn mua sử dụng. Nhỏ này cũng ngâm rượu được. Kho thịt. Cái này già quá vứt đi. Này. Nó dai nhỉ? Già quá nó dai. Cái lá để xào thịt thì ngon lắm các bạn. Thơm. Quả bí này các bạn ơi, bí đỏ. Ơ sao quả này lại tròn nhỉ? Loại tròn, loại dài dài các bạn, hay nhỉ? Thường thường là mình hay thấy quả nó như thế này này các bạn. Và đây là xuất hiện quả dài dài, quả như kiểu quả đu đủ to các bạn. Đấy, quả nó bầu bầu như kiểu quả dưa chứ nhỉ? Đấy. Chính tỏ là nó có hai loại các bạn, một loại quả tròn và một loại quả bầu bầu. Đây là sâm cắt cánh này. Đấy, sâm cắt cánh. Đây là bột nghệ. Bột nghệ vàng. Bao tiền bát anh? Bột nghệ nhỉ? Hình như bột nghệ này chữa bệnh dạ dày đấy nhé các bạn nhé. Cái này ngâm mật ong uống chữa dạ dày tốt lắm. Và ngâm mật ong được nhỉ? Đây là tỏi này. Tỏi đơn côi các bạn, tỏi một nhánh. 80.000 một cân đấy các bạn, tỏi đơn côi. Trên chợ rất là nhiều các bạn nhé, chợ phiên. Mình cứ đi vòng vòng quay chia sẻ cho quý vị và các bạn thôi. Chứ đồ thì Hải đã mua hết rồi. Của La đẹp chưa các bạn ơi? Đấy. La Tây Bắc, La rừng đấy các bạn. Ngâm rượu. Màu đẹp nhỉ. Bạn ấy bán rất là nhiều. Chầm chéo quá. Ở đây có búi phong lan. Phong lan phi điệp vàng các bạn. Đây là phi điệp vàng. Ở đây có cái mầm này. Đây có cái hoa nhưng mà hoa này nó nở hết rồi. Lan. Đây chai mật ong. Ông đây là ong ruồi, ong ong đạ,
ong đá nhỉ? Ong nuôi thế ạ? À? Bao tiền một chai này ạ? Nó có ga. Ong chuẩn đấy nhỉ? Mình dùng thế là ong chuẩn. Nó có ga đều các bạn nhìn là biết là ong chuẩn rồi. Ong nuôi 200.000 cái chai đấy là chai 65 hay là chai 75 đấy. Vì nó chưa được 1 lít. Nếu mà chai 1 lít thì người ta bán là 300.000 cơ các bạn. Đây, quán này bán rất là nhiều đồ. Bây giờ thì Hải sẽ dẫn mọi người đi một cái nơi mà chưa bao giờ dẫn các bạn đi, mặc dù là đi chợ. Đây nhá các bạn nhá, đây là chúng ta sẽ vào bên trong này. Ở bên trong này là bà con bán giày dép này, rồi những cái thuốc này, trừ sâu, rồi nói chung là nhiều lắm. Mà Hải chưa bao giờ dẫn mọi người đi, mặc dù là có đi quay rồi nhưng mà chưa dẫn mọi người đi lần nào các bạn. Bây giờ sẽ vào. Đấy. Ở trong này người ta bán dép nhiều các bạn. Đấy. Dép. Vâng. Dép này. Đấy. Đây là đồ mỹ ký. Đấy, hoa tai. Hoa tai nhiều. Chúng ta sẽ đi lối này nhé các bạn nhé. Thật ra là trong này thì chủ yếu là toàn những đồ này thôi, nên mình ít khi vào trong này quay để chia sẻ cho mọi người. Đây. Đây, chúng ta sẽ đi ở trong này khá là chặt các bạn. Nếu mà đông người hơn một tí nữa là đi dại rất là khó khăn. Đấy, ở đây là các loại thuốc trừ sâu, rồi thuốc diệt cỏ. Mình đảm bảo với các bạn là 100% là các YouTuber khác là hầu như là sẽ không qua khu vực này để quay chia sẻ cho mọi người. Bởi vì là trong này toàn những đồ thế này thôi, mà người ta toàn là quay thảo dược là chính thôi các bạn. Đấy, người ta ít quay những cái đồ này, này. Đấy, bà con đây là các máy móc, các máy thái cỏ, rồi thái rau lợn để phục vụ cá nhân gia đình đấy các bạn. Đây này. Máy xay, xay gạo, xay xe đỗ tương. Đây. Đấy. Đây, chúng ta sẽ đi sang bên đây một tí các bạn. Men hồng mi. Đây là men hồng mi này các bạn này. Đấy. Men hồng mi. Này. Ôi. Cái này là lấu rượu đấy các bạn. Đây, một cái đõ. Không biết là gọi là cái đõ hay gọi là cái gì, nhưng mà cái khuôn các bạn. Đấy, cái này để nấu rượu. Cái này là không biết là đầy đủ chưa. Đấy. Người ta làm các bạn. Cái này là cái chảy rượu này. Ở đây có một cái khe nước này các bạn. Cái khe rãnh để chảy rượu ấy. Cái này bền các bạn. Đấy, nấu này gọi là bây giờ là người ta làm cả bằng tôn. Ít người làm bằng gỗ, nhưng mà làm bằng gỗ này mới gọi là mộc mạc giản dị các bạn, mới hay. Ôi, dưới này đông thế nhỉ, dưới này đang làm gì đây? À. Đấy, ở dưới này khách du lịch người ta cũng đi rất là nhiều các bạn, người ta đi vào chợ chơi. Đấy, các cô người Mông. Thôi, nhiệm vụ của mình đi lấy rượu. Lấy rượu đó các bạn. Ở video trước hình như mình cũng có qua đây rồi, nhưng mà mình lại không lấy rượu. Giờ mình quay lại mình lấy các bạn.
Đâu can của cháu đâu nhỉ? Can của cháu á. Đây. Cái này là không thử đâu, đau đầu lắm, hôm qua mới uống rượu rồi. Cái này rượu nặng nhất đấy, không phải là nhẹ đâu cháu ạ. Lấy loại 20 thôi. Mà 20 thì ừ. Uống á? Cháu uống thì cháu không uống đâu. Hôm qua mới uống rượu, hôm nay còn vẫn chưa tỉnh. Lấy mấy nhỉ? Lấy 5 lít thôi nhỉ? 5 lít thôi. Và can này 10 lít à? Can 5 lít thôi. Can này thì cháu lấy loại 20 thì như là thiếu cái can cho cháu đấy. Nha. Dạ. 100.000 thôi cái can thì cho. Vâng vâng. Nhưng mà vào đây đủ 5 lít chưa? À bà lấy rượu khác thì đều đổ ấy vào gì? Vâng. Sợ nó nặng quá gì? Cháu bảo là cháu lấy cái đại 20 thì cho cái vâng. 20 cho cháu thôi. Vâng, lấy 20 thôi. Cẩn thận sạc đấy nhá. Vâng, 20 là được rồi, là nặng. 30 mới là rượu êm. Không uống được độ nặng cao quá. Mình lấy về xong rồi mình ngâm thảo dược cho khách ấy các bạn. Vâng. Cái can không lấy tiền. Vâng, hơi cho mượn được, không thay cho trả can. Cháu không trả được thì thôi. Vâng. Kiểu không phải không trả được mà là đi cầm xa nó ngại. Xa thì cháu vâng. Không được thì thôi chứ. Nó lại hút ngược cái sao ấy? Chảy chưa? Chảy à, chảy đây. À. Nhà mình tự nấu hết nhỉ? Nấu mà. Một ngày nấu được khoảng bao nhiêu lít ạ? Đến 100 lít đúng không ạ? 20 lít rồi. Một ngày được 20 lít á? À? À. Thế thì cháu bảo bà là làm nhiều bếp. 5 bếp, 5 hay là 10 ngày 100 lít. Mệt lắm. Mệt lắm. Không phải nấu đơn giản đâu. Không nấu đơn giản đâu. Luộc thì một ngày một đêm, nó mới dùng. À vâng. Xong. Mình phải phơi đấy nhỉ? Lên phơi cho nó lên men đấy nhỉ? Mình cho nó lạnh đấy. À. Để cho nó lạnh xong nó lạnh xong quá thì nó lại được có mùi chua nhá. À, nóng quá lại chua. Cho nó lạnh xong mình mới quẩy men vào, mình mới ủ khoảng 2 tuần mới nấu được đấy. Men lá hay men gì? Cái này men trong chợ đâu, men lá thì đắt đấy. Men lá, men hồng mi đắt nhỉ đúng không? Men hồng mi ở đây mà. Nhưng mà uống có đau đầu không? Không đau. Không đau đâu nhỉ? Vâng. Cháu có uống đâu. Tản lấy cho khách đây các bạn. Cái này men trong chợ thôi. Vâng. Nhưng mà cũng không đau đầu là được. Không đau mà. Chỉ đau đầu nè. Vâng. Đau đầu người ta khách của bà kể cả người ta đám quen các thứ là mua 200-300 lít thì làm gì mà đau đầu. Đau kiểu sợ nhất là đau đầu ấy. Nó không đau đâu. Đã say rượu này còn đau đầu thì thôi thà không uống rượu nữa. Đây cháu gửi này. Mình lấy 5 lít rồi các bạn, lấy chủ yếu là ngâm cho khách ấy. Chứ nhà mình thì rượu mình ngâm đủ các bình rồi. Nên chủ yếu là lấy cho khách, ngâm cho khách thôi. Đấy mượn bà một cái can. Chắc là mượn không trả đâu các bạn, bởi vì là nhà mình cũng xa ấy. Gọi là mượn là mất tút luôn. Hết rồi bà, cháu hết tiền rồi. Cháu đi mua đồ cho khách hết rồi. Đây, không tin là bà có thể kiểm tra này. Còn đúng 3-4 nghìn nẻ trên tay các bạn. Cháu có tài khoản thì cháu bán, có người cháu bán cho mà. Vâng, đây này các bạn nhìn này. Không còn một đồng nào luôn. Đi con trai đi chợ hết sạch ví. Nên là các bạn đừng có nhờ mình đi chợ nhé. Hết sạch rồi, không còn đồng nào luôn. Cháu đang tính xin can của bà đấy. Sáng nay cháu cũng chuyển rồi nhưng lại mua hết rồi. Thôi để cháu xách nhá. Hôm nào lặng quá thì nhờ bà thôi. Hôm nay ít thì cháu xách. Cháu cứ xách đi. Nặng đi. Bà khắc bùi đi cho. Vâng vâng. Lỏng à? Không lỏng. Phải như thế nào nó mới con già chứ. Không lỏng đâu. Cháu thấy bà cuốn nhiều vòng tưởng lỏng được rồi. Cháu cảm ơn nhá. Và mình lấy một can này ạ. Cháu cảm ơn nhá. Cháu chào bà nhá. Và rồi ok. Đây. Mình lấy là một cái can này 5 lít chủ yếu là về ngâm cho khách ấy các bạn. Và thật sự là hôm nay Hải hết tiền rồi các bạn. Tiền tài khoản thì còn ít. Còn tiền mặt thì đúng là hôm nay mà xe hỏng dọc đường thì chắc là phải bắn tài khoản ra. Đấy, chúng ta đi chợ nhé các bạn nhé. Vì kênh của Hải còn nhỏ ấy các bạn. Kênh nó chưa đủ chi phí nhiều nên cũng chả có nhiều tiền. Rất là mong cô dì chú bác và các bạn xem thì nhớ đăng ký kênh cho Hải và ra vi xem thường xuyên ủng hộ Hải thế thôi. Đấy, gọi là không ủng hộ
thì ủng hộ tinh thần các bạn. Đấy gọi là ủng hộ tinh thần thôi. Đây lạc hoa mèo ơ. Lạc hoa mèo này các bạn lần đầu tiên mình thấy này. Lạc hoa mèo 170k 1kg. À, hay nhỉ. Lạc này không biết ăn ngon không nhỉ? Chắc là đắt tiền này ăn ngon đấy các bạn. Thường thường lạc kia là 70.000 một cân. Mà cái loại này thì đắt hơn thì chắc chắn là ngon. Đây, lạc hoa mèo. Đấy, các bạn nào mua thì cứ comment Hải nhé, Hải sẽ lấy và gửi cho các bạn. Đấy, lạc hoa mèo này. À, ui ôi, còn có cả lạc len này các bạn. Hôm nay đi chợ nhiều cái đồ mới nhỉ. Đây. Không phải mới với, đây là mới với mình thôi. Người ta thì biết hết rồi các bạn. Mình thì đi quay mình thấy mình lạ thôi. Mình đi gặp chợ là hay thấy lạc đỏ là nhiều các bạn. Nhưng mà lạc này, lạc đen này. Đấy các bạn nhá, giá người ta ghi ở đây sẵn nhá. Đấy. Các bạn lấy loại nào thì các bạn cứ comment Zalo của Hải nhá. 0379420217 để Hải lấy và gửi cho các bạn. Đấy, chợ phiên các bạn lúc nào cũng đông. Đấy các cô các bà người Mông này. Đấy. Mình cũng ước gì mình có nhiều tiền đến một tí các bạn. Nhiều tiền để làm gì? Thật ra là nhiều tiền có rất là nhiều tác dụng. Tác dụng thứ nhất là thấy người nào có hoàn cảnh thì mình có thể là ủng hộ. Đấy. Nhiều khi mà thấy những hoàn cảnh khó khăn nên mình không thể ủng hộ được hết. Nên là mình cũng hơi buồn. Và nếu mà đi quay mà không ủng hộ thì cũng buồn các bạn. Nên có tiền là tốt nhất các bạn. Đấy ví dụ là mình. Đấy, bây giờ là mua đồ, đấy, mua đồ ủng hộ bà con chẳng hạn vậy. Thì muốn ủng hộ bà con thì phải có tiền để mới mua ủng hộ được. Còn nói không thì cũng buồn. Đấy, chợ rất là đông khách du lịch này các bạn ạ. Ở đây bán nhiều hoa artiso này các bạn. Artiso tươi nhé các bạn nhé. Đây là tắc kè đỏ. Đây quán Hải Sa Pa các bạn, Sa Pa TV. Mình là Hải Bảo Thắng nha các bạn nhá, không phải là Sa Pa TV. Quán ăn. Đấy nhìn chị ấy vớt thịt luộc này. Đấy, thịt lợn đen này các bạn. Thịt lợn đen. Chế này các bạn này. Chế. Ôi chỗ này tắc đường rồi, xe rồi. Mình đi lấy giá nghiến cho khách nữa các bạn. Hôm nay mình đi mua giá nghiến cho khách. Ở đây có cái xe ô tô đi qua chặt quá. Ở đây là sâm đá này các bạn này, sâm đá. Thảo quả tươi, măng luộc. Ở trên chợ bán rất là nhiều nhá. Toàn rau củ quả bà con lên rừng lấy được. Hoặc là bà con nói chung là lên rừng bà con lấy được mang đi chợ bán các bạn. Rất là nhiều. Thớt này, ở khu vực này người ta bán thớt này. Cái thớt này là thớt to nhất ở phiên chợ ngày hôm nay các bạn. Vành đường kính 60, 800.000 800.000. Đây này. Đây này. Thớt này. Xin chào. Ôi thớt này. Cái thớt này vành 60 nhỉ. Đây. Mấy trăm ạ? 800 à? À 800. Mình cứ ra giá đại đi. Cái thớt này nó dày nhỉ. Ui. Nhưng mà chủ yếu là xem từ miệng mọi người nói ra cho nó chuẩn.
chứ mình nói linh tinh, khách này, người xem này bảo là mà báo giá linh tinh. À. Cái thớt này dày nhỉ? Cái này 7 phân nhỉ? À. Mấy trăm ạ? Cái này phải là 250. 250 à? Đấy. Thế các bác nào mua về chặt thịt gà, chặt xương, chặt sủng thì các bác cứ lấy nhá. Nó khá là nặng các bạn. Làm gỗ nghiến hả bác? Dính tầm mông nó bắn thế thôi. Vâng. Đấy, các bác nào ủng hộ bà con thì cái này hôm nọ mua ở kia rồi. Hôm nay thanh tản lấy đồ khác rồi, tản đồ ngâm rượu rồi. Cái củ ví dụ củ này bao nhiêu tiền này? Mấy trăm? Năm lạng anh củ này. Mấy trăm? Năm lạng thì em chỉ bán 600 nghìn. 600 à. Dễ, cái này trồng dễ sống mà. Ồ, dễ này. À. Đấy, củ này bạn ấy bán là 600 nghìn. Thôi mặc cả xuống 500 nghìn. Ví dụ vậy. À, rồi ok. Hôm nọ ngại quá các bạn. Hôm nọ chọn ấy mình nhớ là chọn cái hoa cái gì nhỉ? Mà bà ấy mặc cả lên ngạc cả xuống mình ngại sắp chết nhỉ. Yeah. Mình chọn hết rồi xong bà ấy bảo là sau này còn tính cả tiền ship đấy nhỉ. Đúng là chán. Vụ đấy là em chán nhất trong cái vụ đi quay đấy. Đây là hạt thủ ô này, khoai sâm này. À khoai sâm nhỉ? À, khoai sâm. Cái này 25.000 cân à? À người ta hay bán bình quân là 25. Cái này ăn ngọt, mát thanh ạ. Nói chung là ăn ngọt nhẹ. Mùa hè mà ăn cái này thì cực ngon các bạn. Ăn cái này nhiều nước này. Đấy. Đi đâu lắng là ăn cái này ngon lắm, nó đỡ khát nước nữa và nó mát nhẹ. Đây là khu vực người ta bán những cái cây táo gai đỏ. Nhưng mà hôm nay lại không có gốc nào to nhỉ các bạn nhỉ. Đấy. Cái kia kia nhỏ ấy. Mình đang rình rình ở chợ phiên xem có gốc nào to to để lấy cho bù cho một bác á. Hôm nọ mình gửi không biết là có sống hay không nên hôm nay mình đi tìm cái gốc to to một tí để gửi cho bác lại cho bác ấy. Nhưng mà mình chưa thấy ưng cái nào các bạn. Cái kia là nhiều nhánh kìa. À, những cái này thì thường là người ta bán 150-200 các bạn. Cây nhỏ thì người ta bán 100. Đấy là giá tại chợ nhá, chưa có công các bạn. Đấy. Hôm nào mình sẽ đi săn cái gốc to to để bù cho bác ấy. Bác mà trồng mà chết thì mình ngại lắm các bạn. Gửi cho khách mà khách trồng chết thì thế mình cũng thấy ăn năn. Nói chung là người ta tự chọn thôi nhưng mà mình là người liên quan để vận chuyển cho khách và lấy đồ cho khách thì mình cũng phải chăm lo cho khách các bạn. Chứ không người khách trồng, khách mua về chết là mình cũng ngại lắm. Đây, khu vực này là hết rồi các bạn. Cái khu vực này quán này người ta bán hàng gỗ lũ. Chắc đây là quán lớn các bạn nên là mình cũng ít vào. Nên mình cũng không quen. Nếu hôm nào mà có dịp mình quay vào, nếu mà xin phép vào mình quay vào một video riêng thôi. Chứ bây giờ mình không vào nữa các bạn. Chưa rồi. Măng. Măng luộc ấy. Măng lứa các bạn, đây măng lứa. Cái này là vàng nhất còn gì nữa nhỉ? Sao vàng quá gì đúng không? À. Cái này mình có pha gì vào, nghệ vào không? Chị ngửi xem có mùi nghệ không? Mang dưới Phong Hải mít màu trắng, mang trên này không màu trắng rồi. Mang dưới Phong Hải nó có màu dương. Đây cái này nó cũng đỏ thế. À cái này nó cũng vàng thế. À. Hay là mới vớt đấy. Được. Biết lấy thì không có mà. Biết tính biết nói tiếng không? Không cái này nó có nước nó vẫn tươi. Kiểu nó cây kia nó cạn nước à? Cạn nước rồi. Chắc nó tùy vào vị chỗ trồng nước, trồng cây nữa cơ. Nó tùy vào từng cái măng á. Chắc là mấy anh ấy măng nứa, mấy anh chắc là không đến nỗi mà cho màu vào đâu các bạn. Mình nghĩ vậy. Đây này, bên này nó cũng vàng. Đây này. Đấy.
Đây là bên này nó cũng đỏ mà, bên này nó cũng vàng mà chị, đây này nó cũng vàng. À, giống nhau mà. Đấy. À, cùng một nhà. Trong này để xe các bạn, bãi để xe rất là rộng nhá. Thôi bây giờ thì có nghĩa là mình lấy đồ mình về thôi các bạn. Cẩn thận. Thôi mình lấy đồ các bạn. Cháu xin nhá cô nhá. Đây mình sẽ lấy cái này các bạn. Đây là giấy nghiến các bạn. Mình lấy cho khách ấy. Đây. Oh, sorry các bạn. Đây này, mình mua rượu dài nghiến và đồ mình vứt ở dưới kia cơ. À, mình không cầm hết được, mình phải đi lấy tí một các bạn. Rồi ok, cảm ơn cô, ông bà, cô dì, chú bác và tất cả mọi người xem video ủng hộ Hải nhá. Đấy, các bác nào cần cái gì ở trên chợ phiên mua thì cứ alo Hải qua số Zalo 0379420217. Hải sẽ lấy cho các bạn. Tất cả những cái gì Hải quay ở trên chợ phiên Hải có thể lấy được nhé các bạn nhé. Từ rau củ quả rồi đồ ngâm rượu thảo dược Hải lấy được hết. Đấy, nhưng mà các bạn phải đặt vào trước hôm chủ nhật nhé các bạn nhé. Ví dụ thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy nữa. Đấy, các bạn đặt vào những ngày đấy. Còn ví dụ các bạn đặt ngày hôm nay nhưng mà ví dụ buổi trưa này Hải về mất rồi thì các bạn gọi thì lại phải đợi tuần sau nữa cơ. Đấy, nên rất là lâu. Đấy, các bác nào lấy thì các bác đặt trước hôm chủ nhật nhé. Hải sẽ lấy và gửi cho các bạn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin tạm biệt.